lửa ấm Ngọc cố tình để Thủy nghi ngờ mình. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Lửa ấm đang bắt đầu có những phân đoạn gay cấn khi cô Tiểu Tam Khánh Ngọc đã xuất hiện. Không phải tự nhiên khi Ngọc đi chèo thuyền rồi ngã xuống hồ, mà là sự sắp đặt mưu đồ từ trước của Ngọc. Bởi lẽ, không dễ gì sau bao năm xa cách, Ngọc có thể gặp lại Minh một cách dễ dàng như vậy. Khi xưa Ngọc yêu Minh, Ngọc đã biết Minh là người rất chăm chỉ luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Bởi nghề của Minh nếu không có sức khỏe, sẽ không làm tốt được công việc hiện tại và khó hoàn thành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy khi được cấp trên giao phó. Chính vì vậy, khi Ngọc về nước, Ngọc đã theo dõi mọi hành động trong công việc cũng như cuộc sống của Minh. Chính vì thế, mọi đường đi nước bước của Minh Ngọc đều rõ hết. Ngọc còn biết Minh chạy thể dục ven hồ nên chờ sẵn giả vờ bơi thuyền và ngã xuống nước rồi hô cứu. Là một đội trưởng đội cảnh sát có sức khỏe, bơi giỏi, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, Minh lao ra cứu Ngọc. Và đúng như âm mưu Ngọc đã lên kế hoạch từ trước, dùng khổ nhục kế để gặp lại Minh. Trong tập vừa lên sóng, tại cuộc họp ở bệnh viện, các bác sĩ họp về vấn đề liên quan đến chi phí điều trị của tên đại ca xã hội đen. Bọn chúng rời đi nhưng không thanh toán cho bệnh viện một xu, vì thế số tiền đó lại đổ lên đầu ca trực và các bác sĩ. Tại cuộc họp, bác sĩ trực cùng Thủy nói, mọi chi phí cấp cứu liên quan đến tụi giang hồ, bệnh viện không nhận được một đồng nào cả, mà chỉ biết nguyên tắc khám chữa bệnh của bảo hiểm rồi đấy. Bác sĩ Yến nói, nói thẳng ra là kiếp trực lại phải bỏ tiền túi ra phải đền chứ gì. Đấy, chị thấy chưa, căng thẳng, dành lại sự sống cho bệnh nhân, bây giờ lại như thế đấy, em mệt mỏi quá rồi. Chị Thủy ạ, em không làm nữa đâu. Công việc khổ chết đi được, mà người nhà bệnh nhân thì nay hạch sách, mai móng nhiếc. Bảo là không đưa phong bì thì thái độ. Giờ bị hành hung, chẳng được chế độ gì mà còn phải bỏ tiền túi ra, đến cho bệnh viện nữa. Thủy nói với Yến là bình tĩnh đi, Yến vẫn bức xúc nên tiếp tục nói. Ai cũng biết công việc thường ngày vất vả lắm rồi, người nhà bệnh nhân đã không hiểu cho thì thôi. Đến cả cấp trên cũng gây áp lực. Dành ra một tí là đường dây nóng, đường dây lạnh. Trong một diễn biến khác, Hiền đã gọi điện cho Tiến nói về sớm. Nhưng Tiến nói với Hiền là hôm nay ở đội có việc. Đúng lúc đó thì cô gái gọi anh ơi. Qua điện thoại, Hiền nghe thấy nên hỏi Tiến. Tiến ấp úng, không biết trả lời ra sao. Xem phần đoạn này khán giả cũng phải phì cười với anh chàng Tiến. Và còn nhắc Tiến phải khéo léo vào, ai lại đi với gái để vợ nghe thấy. Có người thì còn nói chắc người yêu cũ, có người thì bảo chắc có cô nào hâm mộ thôi. Nhưng xem cái vẻ mặt của Tiến như thế này chắc chắn có vấn đề gì giấu Hiền rồi. Trong một phần cảnh khác, nàng Kha đến tìm anh chàng đẹp trai tại nhà. Kha ngắm Hoàng từ ngoài cổng, lúc Hoàng tập đấm bốc lại còn quay phim chụp ảnh trộm cả Hoàng nữa. Vào đến nơi, Kha nói, eo ơi, gọi đòn quá nha. Trông thấy Kha đi vào, Hoàng hốt hoảng giật mình và ngại ngùng, anh đang tập thể dục. Thấy Hoàng nói thế, Kha nói, ơ không sao, anh cứ tập đi. Hoàng hỏi run rập Kha, em tìm anh có việc gì không? Mà sao em biết nhà anh? Kha dở bài, anh hỏi nhiều quá, em không kịp trả lời. Hay là anh mời em vào nhà đi, em trả lời dần. Hoàng nghe Kha nói chỉ biết ậm ừ gật đầu đồng ý, mời Kha vào nhà. Khán giả tỏ ra vô cùng vui sướng vì biết chắc chắn rằng với sự tấn công liên tục dồn dập vừa và tiếp cận mục tiêu từng ly từng tí của Kha, chắc chắn Hoàng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay Kha được. Thực ra trong tập trước nữa, khi Kha đến tận nơi Hoàng làm việc để tìm gặp Hoàng nhưng Hoàng không dám ra nên Kha đành hậm hực ra về. Khi đó Tiến đã cảnh báo cho Hoàng về cô em vợ tinh quái này rồi. Tiến nói với Hoàng, này, anh quên không dặn chú, tốt nhất đấy, đừng có bạn bè mạng mẽo gì với nó, nguy hiểm đấy. Hôm trước về nhà bà ngoại ăn dỗ, có bà cô hỏi nó, này thế bao giờ lấy chồng? Nó đốp lại luôn, thế bao giờ bác đi gặp bác trai qua cô? Thế là chứa luôn, từ đấy về sau có ai dám nhắc đến chuyện chồng con trước mặt nó đâu. Anh Minh thì anh nhắc thế thôi, nhưng vẫn hơi dè dặt chưa dám triển khai. Dọa Hoàng xong, Tiến nở nụ cười bí hiểm. Trong một diễn biến khác cũng ở tập này, cậu con trai nói chuyện với Thủy. Tại sao cứ phải chọn nghề đấy ạ? Thủy hỏi con trai,
Thế bố bảo sao? Cậu bé nói chán phèo, cứ như kiểu nghề chọn người này người nọ ấy. Khi đó Thủy nói với con, nếu con có hỏi mẹ, mẹ cũng không biết trả lời như thế nào. Cậu bé nói với mẹ, đấy mẹ cười rồi nhá. Thôi mẹ ngủ đi, con về phòng đây, mà mẹ nhớ không được buồn đấy nhá. Hai mẹ con ôm nhau rất tình cảm. Hóa ra cậu bé cũng rất biết thương và thông cảm cho nghề nghiệp của cả bố và mẹ. Ở một tình huống khác, Minh đang chụp hình cho Thủy thì có một người đàn ông đến hỏi Minh, anh có phải là người cứu cô gái chèo thuyền bị đuối nước không ạ? Khi đó Thủy đứng ngay cạnh hỏi, anh cứu ai? Làm Minh ấp úng trả lời. Anh kia nói tiếp, đúng là anh rồi, em gặp anh một lần là em nhớ đến già luôn, không nhầm được đâu. Diễn biến sự việc này chắc chắn có sự sắp đặt của Ngọc, bởi người đàn ông kia không phải là người đã gặp Minh. Ngọc nhờ người đấy đến gặp Minh, nói như vậy mục đích cho Thủy biết Minh là người đã cứu Ngọc và bỏ mặc Thủy gặp nguy hiểm ở bệnh viện khi những tên côn đồ xông vào bệnh viện uy hiếp các bác sĩ. Sự cao tay của Ngọc làm cho cả Minh và Thủy chắc chắn sẽ có những xung đột và làm cho tình cảm hai vợ chồng đi đến bờ vực của sự rạn nứt. Người thứ ba thường được ví như tiểu tam hay con giáp thứ 13. Dù người đó ở bên người nào đi chăng nữa cũng sẽ làm cho hôn nhân của cả hai người bị đe dọa. Sợi dây tình cảm dù có bền chặt đến mấy, khi có tiểu tam xen vào sẽ dễ dàng cắt đứt nếu hai người không biết cách để vượt qua. Có nhiều loại tiểu tam khác nhau, nhưng không phải tiểu tam nào cũng xấu và sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của người mình yêu để có được vị trí đó trong lòng họ. Tuy nhiên, điều đó lại phụ thuộc rất nhiều vào người trong cuộc. Nếu họ biết nhường nhịn, tỉnh táo để đối diện với mọi chuyện, sẽ giữ vững được hạnh phúc gia đình. Đối với Minh và Thủy, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Khán giả khi xem phim tin rằng dù Ngọc có dùng đủ mọi trò, kể cả là ra mặt thách thức, thì cũng khó phá hoại được gia đình Minh và Thủy. Tuy nhiên, người khó xử nhất bây giờ chính là Minh. Ngọc bước đầu đã có âm mưu chia cắt hai người mặc dù chưa ra mặt. Cái khó nào, Minh chắc chắn sẽ vượt qua bởi Minh yêu Thủy. Tuy nhiên, khi Ngọc mang con ra đòi bố thì Minh sẽ đầu hàng. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Bộ phim sẽ còn rất nhiều tập tiếp tục lên sóng phục vụ quý vị khán giả với những diễn biến liên quan rất nhiều đến công việc của Thủy, bởi Ngọc là bác sĩ sẽ về công tác tại bệnh viện nơi Thủy đang làm để trực diện tấn công Thủy từ nhiều mặt. Chúng ta có thể thấy được Minh và Thủy là một cặp vợ chồng có thể nói là mẫu gia đình hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, kẻ thứ ba khi xuất hiện thì mẫu hình đó sẽ không còn nữa. Minh và Thủy rất yêu thương nhau, luôn thông cảm, thấu hiểu cho công việc của nhau, động viên nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, có một điều mà khán giả có thể cảm nhận được rằng Thủy sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Bởi Ngọc xưa kia khi còn yêu Minh, được bà Mai rất yêu quý, nhưng cả hai không đến được với nhau, đó là điều tiếc nuối đối với bà Mai. Còn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của Thủy với bà Mai, khán giả dễ dàng nhận thấy có vẻ như bà Mai không ưa Thủy cho lắm. Giữa mẹ chồng và nàng dâu đã có một khoảng cách, chứ không thoải mái gần gũi. Mỗi khi Thủy gặp chuyện, thay vì động viên con dâu vượt qua, bà Mai lúc nào cũng có những lời nói khiến cho Thủy phải suy nghĩ và đau lòng. Bất cứ lời nói nào của Thủy hay việc làm gì của Thủy, bà Mai cũng để ý. Rất ít khi bà tỏ ra vui vẻ thương yêu con dâu. Mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng giữa Thủy và bà Mai lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt. Hơn nữa, ở cái tuổi xế chiều, bà Mai mong muốn có thêm một đứa cháu nữa để được bồng bế. Thế nhưng bà mong muốn mãi thì Thủy cũng vẫn chưa sinh được cho bà thêm một đứa cháu để bồng bế. Nếu như biết Ngọc trở về với những chiêu trò của Ngọc muốn giành giật Minh từ tay Thủy, thì Ngọc sẵn sàng làm bất cứ điều gì, và khi đó bà Mai cũng sẽ trúng kế của Ngọc. Thủy lúc này sẽ trở thành nạn nhân. Thủy trở thành nhân vật bất hạnh nhất trong bộ phim này. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Ngọc có đạt được mục đích của mình là tranh giành Minh từ Thủy hay không? Thủy sẽ vượt qua tất cả những cú sốc này như thế nào? Cả công việc lẫn gia đình, Thủy sẽ phải làm gì để vượt qua? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm để được biết rõ hơn nhé. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.